cùng lắc lư theo điệu nhạc cover ca khúc nhạc Hàn Annie Song rất hot để tuyên truyền phòng dịch, và cái biên làm mới điệu nhảy giơ tay của Việt Nam gây sốt trên mạng internet, thể hiện sự thanh xuân tươi trẻ. Cô gái nổi bật trong video clip không phải là người nổi tiếng trên mạng mà chính là nhân viên của Sở Tuần tra Biển Trương Di Thanh. Trước đây cô là nhân viên tuần tra, nay là biên tập viên fanpage của Sở Tuần tra Biển. Bằng ý tưởng sáng tạo đã giúp đồng nghiệp của các đơn vị trở nên gần gũi nhau hơn, cùng vận động cơ thể giúp khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Thông qua video clip này có thể hướng dẫn cho người dân ngoài phòng dịch cũng cần phải nâng cao sức đề kháng. Có rất nhiều chiêu thức để phòng dịch. Các trường học đã sắp đến kỳ thi giữa kỳ. Dịp này muốn tìm chỗ ở thư viện phải dậy sớm hơn. Thư viện thành phố Cao Hùng giảm bớt một nửa số ghế ngồi, tăng thêm khoảng cách để tạo chỗ ngồi theo kiểu vị trí cánh hoa mai. Giữ khoảng cách xã hội hợp lý khoảng 1 mét để tránh rủi ro. Cách xa nhau một chút như vậy sẽ tốt hơn. Đọc sách trong không gian yên tĩnh sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. Nhưng thư viện cũng khuyến cáo, trong thời gian quá độ về phòng dịch, tốt nhất không nên ngồi tại thư viện quá lâu.